lạnh đóng băng hay nóng bùng cháy. Cùng xem thử thách của các cô gái nóng và lạnh nha. Chưa vội sao Rose? Mình cần 10 phút thôi. Mình cá là mình sẽ nhanh hơn bạn. Tới luôn, thử đi. Dạ, xem ai sẽ thắng. Rose hơn nữa có vẻ tự tin 100%, bạn ấy sẽ thắng. Dạ, tóc mình xong rồi. Giờ đến make up. Mình thích màu ấm. Ôi không, son vừa chạm lên môi mình chảy mất rồi. Phải làm da có sức sống thêm một chút. Ôi, má hồng bị biến thành sọc băng rồi. Dạ, không cần má hồng cũng được. Chút lại mascara nào. Hả? Mascara đóng băng rồi. Nico, bọn mình thua cả rồi. Là hoa, mình mừng vì chưa đóng băng cả mắt. Bạn tưởng tượng được không? Đâu có khó đâu. Ai cũng làm thử thách lật chai được mà. Vậy thử đi. Được thôi, thử nào. Bắt đầu. Dạ, các cô gái không hề lường trước được độ khó của trò này rồi. Đó chỉ là do dùng sai chai. Bạn nói đúng. Nhìn nè, Nico, sao bọn mình không dùng siêu năng lực? Mình sẽ làm cái chai mềm đi. Còn mình sẽ đóng bằng nước. Sẵn sàng chưa? Tuyệt, làm được rồi. Mình biết băng yêu dấu sẽ thắng mà. Trận chiến lửa và băng vẫn tiếp tục. Chỗ này sắp sửa bùng cháy rồi. Trận chiến bắt đầu. Mình sẽ là người bắn hạ được kim tự tháp. Mình không cần bắn hạ. Chỉ cần đốt cháy thôi. Không công bằng. Ly mình đóng băng rồi. Băng vẫn tốt hơn. Bạn trước đi, Nico. Không không, bạn trước đi. Vậy lấy cùng nhau nào. Được rồi, xem nào. Wow, kẹo ớt. Thích quá đi. Của mình là kẹo bạc hà. Dạ, thử thách này không đáng sợ mấy. Chơi tiếp nào. Ôi không, không phải bạc hà chứ. Thật sự, mình không thể ăn được đâu. Giờ mình sợ rồi. Kẹo ớt. Có vẻ như các cô gái cần được giúp đỡ. Mọi thứ ổn cả rồi chứ? Tốt, và mình sẽ đem đống kẹo nguy hiểm này đi. Mình không ăn kẹo nữa đâu. Thôi nào Nico, đừng sợ, da bạn sẽ rám nắng đẹp lắm. Không không, chỉ là làm ấm người một chút thôi mà. Ấm mà. Tuyệt quá. Nico, đừng cao có như vậy chứ. Mình không cao có, mình đang bực. Ôi à, da mình. Đây, người pha chế ơi, có ai không? Chà, chào, anh chàng đẹp trai, đây là khách của mình. Không, của mình. Để bạn ấy chọn đi. Bạn chọn ai? Ồ, chào buổi tối. Một cocktail nhé. Làm mình ngạc nhiên đi. Một thôi sao? Dạ, được thôi. Chấp nhận thử thách. Ai mạnh thì thắng. Wow, nhiệt huyết thế. Rose không hề nhún nhường Nico. Xong. Cocktail đá sẽ khiến bạn cảm thấy thư giãn.
còn đồ uống rực lửa, bổ sung năng lượng cho cả đêm. Mình sẽ chọn ly này, cảm ơn. Cocktail của mình thắng. Học chán quá. Phải chi mình có thể làm cháy cái gì đó nhỉ? Thế sẽ vui hơn. Đóng băng thứ gì đó thì sẽ vui hơn. Ví dụ như Jacob. Đây có cô gái, không nói chuyện. Dạ, lẽ ra cô không nên làm thế. Bọn mình phải trả thù thôi. Cô cần phải hạ hỏa chút đó, giáo sư. Mình không thấy gì hết. Đây là sương sao? Sao có thể? Lạ quá. Hay đó, đến lượt mình. Nhìn nè. À, trai, chuyện gì xảy ra thế? Dạ, cô Fisher, lần sau nhớ nghĩ kỹ trước khi la các học sinh có khả năng đặc biệt nha. Thang cháy và đá viên. Ồ, nhiệm vụ mới của các cô gái đây rồi. Rose, Nico, sẵn sàng chưa? Rồi, vậy thì bắt đầu thôi, chọn đi. Ôi không, mình muốn thang. Thôi nào, mình muốn đá. Xem ra trò chơi vô tội này đã biến thành thử thách rồi. Ôi, lạnh quá, mình muốn đi trên thang. Đây, không công bằng đâu. Yay, thắng rồi. Dạ, xem ra sức chịu đựng của Nico đúng là băng giá. Các cô gái luôn thích xem phim cùng nhau. Dù sao thì họ cũng là người biết chính xác bản thân mình cần gì mà. Yeah, sách hay hơn nhiều. Oh, mình có ý này. Rose, nhìn nè. Mối quan hệ của mấy nhân vật hơi ấm rồi nhỉ. Tự dưng lại lạnh thế. Wow, đáng lẽ ra phải mặc đồ ấm hơn. Tuyệt không? Nhìn nè, nhìn nè, chưa hết đâu. Mình là nữ hoàng của các bộ phim. Tuyệt quá, đến lượt mình. Mọi thứ ấm lên rồi. Đúng đúng, được rồi nè. Bạn nói đúng, thế này thú vị hơn. Ồ, mình đang tan chảy. Ồ, đỡ hơn rồi. Ôi không, các cô gái hờ quá tay rồi. Thôi nào, Rose, đừng sợ. Bạn sẽ thích thôi. Bạn đã nói thế với mình lúc vào phòng tắm nắng mà. Tuyệt lắm. Đây, rồi bạn sẽ thấy ổn cả mà. Mình không thích đá. À! Mình không thích thử thách này. Đừng cao có, Rose. Giờ bọn mình hòa rồi. Wow, nhiều dụng cụ thế. Mình bắt đầu sợ thứ đang chờ bọn mình rồi. Nhiệm vụ của bọn mình. Đếm đến 3. Sẵn sàng chưa? 3. Hiểu rồi, chị sẽ đưa em ra. Bé yêu, Nico không dễ dàng từ bỏ. Đá là sở trường của mình. Ha, dùng năng lực lửa lấy chiếc nhẫn ra dễ như ăn bánh vậy. Ồ, Nico tội nghiệp. Hả? Không công bằng. Dạ, nhiệm vụ cuối cùng sẽ quyết định mọi thứ. Và bọn mình sẽ cần những quân cờ này cho trận chiến lửa băng cuối cùng. Tiếc. Đừng bỏ cuộc, Rose. Có cố gắng đó, nhưng cần phải cố gắng nhiều hơn. Đây là một phần trong kế hoạch của bạn đây. Bạn ấy sắp thắng rồi. Biết rồi. Rose, nhìn kia. À, xem ra Nico quyết định chơi theo luật riêng rồi. Này, lửa của mình đâu? Ai lại chơi kiểu đó? Mình có biết đâu, chúng tự tắt đó. Vậy nên mình thắng. Bạn thích bên nào hơn, lạnh hay ấm? Bọn mình mong câu trả lời của bạn dưới phần bình luận nha.
bạn thích video này không? Vậy nhớ ấn thích, đăng ký kênh và đừng quên bật thông báo nha. Hẹn gặp lại!